Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi Nhật ký lính chiến của tác giả Phạm Hữu Thậm. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón nghe Tập 11. Anh nè, em đã diệt 40 tiền Mỹ, chôn mình làm cháy một xe tăng. Em còn bắn rơi 2 máy bay trực thăng Mỹ. Bà con cô bác gọi em là anh hùng, có cái giấy của cách mạng cho, có dấu máu ở bên dưới bảo là anh hùng. Cha em cho vô ống tre cuộn lá chuối đem chôn bảo rằng, bao giờ giải phóng miền Nam, thằng Mỹ cút mới được đem về nhà treo. Ôi, Bác Hồ đẹp như ông tiên. Bác Hồ cho về phủ chủ tịch ăn cơm, thịt heo, cá kho, có quả cà chùa ngon hôm đó. Bác Hồ bảo tụi em ăn nhiều vào còn đi đánh Mỹ. Sau đó Bác Hồ ôm hôn em, hôn mọi người, rồi cho mỗi người một cái đồng hồ bồn rốt để đi rừng tính thời gian. Đây nè, em vẫn giữ nó đây nè, kỷ niệm Bác cho không thể nào quên. Tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác và thán phục à cay quá. Em hạnh phúc hơn anh rồi. Anh ở ngoài Bắc, gần Hà Nội, nhưng đã được gặp Bác Hồ đâu. Chúng em còn được cán bộ đưa đi tham quan hồ gì nhỉ? À, Hồ Gươm. Ở giữa hồ có tháp rùa. Rồi chúng em được thăm Bách Hóa Tràng Tiền. Cái gì cũng đẹp mà không có tiền mua. Lúc vào chợ Đồng Xuân, nhiều hàng hóa hung. Xe chở tụi em qua cầu Long Biên, có con sông to hung. Chúng em còn thăm vườn bách thú. Người ta nhốt đủ thứ con. Ngày đó, máy bay Mỹ đang bắn phá miền Bắc, nên không được đi xa nữa. Tại sao miền Bắc đẹp giàu thế anh? À, là vì miền Bắc đang xây dựng xã hội chủ nghĩa, làm ăn tập thể, có máy cày, máy kéo trợ giúp giúp người. Lại không có chế độ bóc lột người, lại thêm của cải vật chất do các nước xã hội chủ nghĩa giúp. Người miền Bắc đẹp hung anh à? À cày cũng đẹp đó thôi. Ngủ dậy sáng ngày 30 tháng 4 năm 1971, à cày lấy nứa khô làm cây đuốc soi lường lần vào mãi trong cùng hang. Một lúc em gọi tôi, anh ơi vô đây coi này. Tôi xách súng đi sâu vào hang, thấy một dãy hàng toàn hòm gỗ. Tôi cầm đuốc soi kỹ, nào là đạn cối 82, cối 60, đạn DKZ, đạn B72, đạn DKB. Lùi vào trong nữa là những thùng mì chính, bột trứng, mỡ hóa học, lương khô, thịt hộp, một đống bao gạo. Tôi bảo A Cay, đây là kho hậu cần của quân giải phóng. Không có thủ kho ở đây, ta cứ xin một ít về phòng khi chiến đấu. A Cay nhất trí, chúng tôi chuyển một số hàng hóa đạn dược về hang và báo cho ông già biết. Ngày 3 tháng 5 năm 1971, mới mở sáng, chiếc tàu già L1 đã bay trinh sát, lượn lờ trên không hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó gọi 6 chiếc phản lực gồm 2 chiếc A-7, 2 chiếc AV-8, 2 chiếc A-10 và 6 trực thăng loại AH-1 và AH-56 đến. Một đàn máy bay điên cuồng bỏ bom, đánh phá các trọng điểm suốt từ 8 giờ sáng đến 13 giờ chiều. 14 giờ chiều cùng ngày, địch điều 6 chiếc CH-46 và 6 chiếc CH-47 chờ một tiểu đoàn quân Mỹ thuộc tiểu đoàn 1, lữ đoàn B nhảy dù xuống 137, đổ quân xuống các địa điểm Suối Đá, Bãi Bằng, Vũ Tiên, cao điểm 602, mỗi nơi một đại đội. Tiểu đoàn bộ của địch đóng ở đồi không tên, phía ta không có lực lượng nào chống cự. Mỹ đổ quân ở đây có lẽ nhằm chặn đường sư đoàn hai quân giải phóng đi tham chiến chiến dịch đường 9 Nam Lào. Chiến dịch diễn ra từ ngày 8 tháng 2 năm 1971 đến ngày 23 tháng 3 năm 1971. Đến nay chưa thấy sư đoàn 2 qua đây. Quân Mỹ không ngờ sư đoàn 2, quân khu 5 đã đi theo đường dây bên Lào về đánh cao nguyên Boroven, còn trung đoàn 38 mặt trận 4, khu 5 sau khi kết thúc chiến dịch đường 9, Nam Lào hiện đứng chân ở miền Tây Trị Thiên. Ông già vợ tôi bảo, thằng Mỹ còn định giờ trò gì đây? Nếu quân Mỹ vào, cha con ta quyết đánh. Ây à, có con rể bộ đội ở đây, tao tin cái bụng rồi. 8 giờ ngày 5 tháng 5 năm 1971, cối 81, cối 61 từ Bãi Bằng Vũ Tiền bắn theo trục đường vào trại nhà A Cay. Cối bắn dọn đường cho đại đội Mỹ từ trên chốt tiến công bao vây khu nhà. Chúng lùng sục, tìm kiếm không thu được gì. Hai tên Mỹ đã châm lửa đốt nhà. Lửa cháy một lúc thì quả mìn ông già làm bằng đạn 105 bén lửa nóng phát nổ làm chết một số tên.
ông già ở công sự chiến đấu bắn một quả đạn M-72 rồi vơ súng trùng liền bắn. A Cay giục tôi. Bắn đi anh ơi, bà bắn rồi đó. Tôi đã ngồi sẵn sàng dưới công sự. Nghe A Cay kêu liền bóp cò, dê súng bắn quét vào quần Mỹ. Tiền hô hậu ứng, hai khẩu súng máy chặn đầu khóa đuôi, bắn quần Mỹ chết nhiều vô kể ở cửa hàng. A Cay cũng bắn đạn M-79, M-72 liên tục khiến quân Mỹ không bắn trả được. Chỉ tìm chỗ ẩn nấp, không dám cứu hộ nhau. A Cay gài hai quả mìn ở cửa hang bảo tôi ra tín hiệu cho ông già chạy. Tôi lấy ba quả pháo sáng nhặt của Mỹ, rộng bắn lên trời. Ông già ở trận địa bên kia thấy pháo sáng bắn lên, liền vác trung liên AR-15, gọi con chó chạy vào rừng. Tôi và A Cay mang súng AK, M-79, M-72, AR-15 chạy ngược lên trên núi cao tìm hang chui vào trú ẩn. Quân Mỹ thấy pháo sáng bắn lên, tưởng có quân chủ lực Bắc Việt tấn công thì hốt hoảng bỏ thằng chết thằng bị thương, hè nhau chạy. Thế là hai bên đều chạy khỏi khu chiến 300 mét. Quân Mỹ dừng lại triển khai chiến đấu, dùng hỏa lực bắn vào khu vực hang và trận địa ông già. Đạn cối 81, 61, đạn DK-90, DK-57, súng máy trung liên và đại liên bắn lên kỳ hủy trận như đánh nhau to. Đến 13 giờ chiều, không thấy quân ta bắn trả, quân Mỹ mới tổ chức bám và cứu thằng bị thương và gọi máy bay trực thăng đến bốc xác. Chúng rút quân, không dám lùng sục khu vực này nữa. 16 giờ chiều cùng ngày, mùng 5 tháng 5 năm 1971, thấy quân Mỹ đã rút hết ra ngoài bãi bằng. Chúng tôi tụt xuống hang. A Cay gỡ mìn, tháo kíp để vào góc hầm đá. Trời đã gần tối, chúng tôi cũng không dám ra khu nhà cháy. Lúc lâu sau, đến 17 giờ, ông già về hang. Chúng tôi ăn lương khô, sau đó ông già bố vợ nói: "Thằng Mỹ đốt nhà rồi, chúng mày cứ ở hang, tao lại về hầm chiến đấu ngủ với con chó. Phải phân tán ra mới hỗ trợ nhau được." Tôi hỏi đùa: "Ba ngủ một mình có sợ ma không?" "Ma nào?" "Ma Mỹ đó." "Ma sợ tao thì có, đời nào tao sợ ma, có con chó gác rồi." A Cay lấy lương khô, thịt hộp cho ba mang theo phòng khi chiến đấu. Ông già với con chó đi rồi, tôi và A Cay ra suối, người tắm người gác, sau đó vào hang đốt lửa trải sạp nằm nghỉ. Bấy giờ tôi mới hút thuốc và nói: "A Cay à, đi chiến đấu không cần nhiều người cũng hay nhỉ. Cứ như hai trận đánh hôm trước và hôm nay, ta rất ít, địch nhiều, ta vẫn thắng chúng mà lại không thương vong ai. Tối về hang tắm mát, lại có người chăm sóc, anh chiến đấu cả đời cũng được. Ước gì em được chăm sóc anh mãi mãi." Sáng ngày 6 tháng 5 năm 1971, ông già đi nắm địch về cho biết quân Mỹ không đi cản, cũng cả ở ngoài bãi bằng, nhưng địch làm chi không rõ. Chúng tôi tới khu nhà cháy thu dọn chiến trường, lượm các thứ Mỹ quăng. Lúc 9 giờ sáng, từ con đường hẻm trong rừng có 7 người, gồm 4 nam, 3 nữ, mình mang vũ khí trang bị luồn lách trong các bụi cây. Tiếng một người đàn ông hỏi: A Phúc có ở đây không?" Ông già đáp lại: "Mặc sầu vô đây." Tốp người tiến lại kêu: "Chu trà, mệt hung đó." A Cay giới thiệu tôi: "Anh bộ đội đây đánh ấp Hòa Nha lạc đường, lạc đơn vị qua đây lánh ít bữa, khỏe rồi sẽ đi tìm về đơn vị. Ba em các anh biết rồi, còn bảy anh chị em đây là cán bộ địa phương, dân quân du kích. Anh A Toàng là chủ tịch xã, anh Đinh Phỉ làm xã đội, còn A Cay em làm bí thư chi bộ xã A Túc và làm chính trị viên xã đội. Các anh chị ở kia, người thì làm trưởng ban phụ nữ, dân vận, người thì chi đoàn thanh niên, toàn cán bộ xã đó anh." Đinh Phỉ nói: "Mấy bữa này, đơn vị chủ lực nào đánh nhau với Mỹ, súng nổ như động trời, chúng tôi ở xa không biết một tỉ chỉ hết." A Cay cười vui và bảo: "Các anh theo tôi sẽ biết chủ lực đơn vị nào đánh Mỹ." Rồi A Cay dẫn mọi người tới trận địa súng máy của ông già, chỉ cho biết số vỏ đạn và súng phóng rocket M-72. Sau đó, cô đưa đến chỗ nhà cháy, chỉ cho nơi đặt quả mìn diệt hàng chục tên Mỹ, lại chỉ cho mọi người thấy bông băng đổ Mỹ quăng khắp nơi. Sau đó dẫn tiếp mọi người lên nóc hang tham quan khẩu súng máy 6 nòng. Xem xong, tất cả cùng ngạc nhiên và ổ lên: "Chu trà, coi mà ớn, vỏ đạn nhiều hung, ai bắn vậy?" "Anh Thập bộ đội và ba tôi bắn đó." Một du kích nói: "Sướng hè,
tụi Mỹ dù đầy chết là cái chắc. Chủ tịch A Toàng cho biết, hồi hôm, anh em du kích đi nắm địch thấy quân Mỹ đưa vào máy bay 23 khiêng cáng, nghĩa là đã có 23 lính Mỹ thương vong. A Cày nói, ngày 20 tháng 4 vừa rồi, tôi với anh bộ đội bắn cháy một máy bay trực thăng và tiêu diệt 6 tên biệt kích. Máy bay còn nằm ở bãi đổ bộ ấy. Chúng tôi tháo 2 khẩu súng máy ở máy bay đem về đánh Mỹ đó. Được rồi, xã đội và chi ủy công nhận thành tích của hai người để báo cáo lên huyện khen thưởng. Đinh Phỉ nói, A Cày đính chính, chiến công đó của 3 người, cả cha tôi nữa đấy. Xã đội trưởng Đinh Phỉ lên tiếng, anh bộ đội và cha con A Cày ở nhà nghỉ ngơi, tụi tôi đi nắm địch xem sao. Khoảng 13 giờ, ban lãnh đạo xã đưa du kích về, đoàn đông tới 17 người với đầy đủ vũ khí và trang bị. Họ kêu A Cày lại bàn việc. Đinh Phỉ nói, hiện giờ một đại đội Mỹ co cụm ở bãi đổ bộ Vũ Tiên. Đêm nay ta chia làm 3 tổ bao vây, dùng hỏa lực tập kích. Chủ tịch xã và bí thư chi bộ A Cày ở nhà, tôi là xã đội trưởng cùng anh Kim Hùng trực tiếp chỉ huy. A Cày đem khẩu súng máy của cha và 3 quả lựu đạn M72 giao cho xã đội bảo, các anh đem đi mà xài. Xã đội trưởng Đinh Phỉ reo lên, hay hung, ta nhất định thắng, Mỹ phải thua. Điểm này ta làm cho bọn Mỹ không ngủ được, các anh hãy đi nấu cơm ăn. A Cày vào hàng, đem ra hơn chục ký gạo và 12 hộp thịt bảo, đây là hàng chiến lợi phẩm đem nấu ăn no còn đánh giặc. Quân du kích thấy có gạo họ reo vang dậy, họ đem ra rau sắn, hoa chuối, măng. A Cày đưa thêm cho một gói mì chính Trung Quốc, một ống cần mỡ hóa học. Bữa cơm liên hoan mừng chiến thắng của gia đình A Cày và tiếp tục ra quân chiến đấu. Mấy cô nữ du kích động viên tôi, anh bộ đội ở lại với Trường Sơn hè, tụi em tặng anh chị A Cày nè, núi rừng Trường Sơn tiếp nhận anh đó. Tụi con trai cũng hùa theo, anh ở lại đây đi bộ đội à, ở đâu cũng là đánh Mỹ cả. Tụi em mới gặp anh mà đã có tình cảm rồi đó. Chị A Cày có ưng anh bộ đội ni hông, chê thì để tụi em lấy liền đó. Một nữ du kích chen vào, anh ưng cô nào trong tụi em cũng chịu liền. A Cày cũng không vừa, thẳng thắn nói luôn, chị nào có chê, ưng ngay lần gặp đầu tiên mà ba chị cũng ưng cho phép liền. Anh chị đã làm vợ chồng, ăn ở với nhau rồi đó, chỉ chưa mời được mọi người uống rượu thôi. Hẹn khi nào thắng Mỹ đã. Mọi người cùng ổ lên, chúc mừng, chúc mừng. 19 giờ tối ngày 16 tháng 5 năm 1971, xã đội trưởng Đinh Phỉ phân công cho các tiểu đội xong, mọi người mang vũ khí, trang bị tiếp cận áp sát địch. Chúng tôi ở nhà hút thuốc, uống nước chè, nói chuyện đến 22 giờ đêm. Lúc đó, nghe súng máy M72 nổ rồi các cỡ súng nổ rộ, đánh nhau chừng 1 giờ 30 phút sau, đoàn du kích trở về an toàn, không mất súng, không thiếu người. A Cày bảo mấy cô gái, các em đi lấy cháo và chén đũa lại đây cho các anh ăn. Một du kích kêu, chu trà, mùi chi mà ngon hung đó. Cháo thịt hộp loại 1 cân của miền Bắc đó. Cánh đàn ông ăn như heo bén máng, loáng một cái hết một song. A Cày bảo, cứ bình tĩnh, còn song nữa đó nghe, mọi người đã ớn chưa? Một du kích nói, không bao giờ ớn chị nghe, sớm mai có, vẫn chiến đấu được. Đánh nhau với Mỹ, chứ thứ này có ai bỏ chạy mô. Bạn ấy có mấy đồng chí lúc đầu thì liên thanh, lúc sau thì phát một tức, tức là 7 bát cấp tập, 8 bát cầm canh. Mọi người cười rộ lên, có anh vỗ bụng bành bạch. Ăn cháo xong, A Cày còn đem phân phát cho anh chị em mỗi người một bánh lương khô, một hộp thịt loại 4 lạng rưỡi, 1 lạng mì chính bảo đem về làm quà cho gia đình. A Cày nói, hồi đầu riêng sư đoàn 2 quân giải phóng khu 5 qua đây đi chiến dịch đường 9, Nam Lào, tôi xin được một số thực phẩm, cũng không nhiều, cất giấu từ ấy đến giờ, nay anh em ta đi chiến đấu mới đem ra để động viên đó thôi. Chủ tịch A Toàng lên tiếng, tôi thay mặt lãnh đạo xã và anh chị em cảm ơn gia đình A Cày đã hết lòng vì cách mạng, một miếng khi đói bằng gói khi no, chúng ta đánh Mỹ gặp nhiều khó khăn, người thiếu, vũ khí đạn dược thiếu. Lương thực thực phẩm thiếu, ăn sắn, ăn ngô, nhịn ăn cũng phải đánh giặc. Rồi chủ tịch nhấn mạnh, đồng chí A Cày đã vì mọi người mà chia sẻ, của thì ít thôi nhưng đầy tình cảm với tình thương yêu đùm bọc.
cha con ông già lượm được anh bộ đội giữa chốn xa trường, khiêng gánh đi hàng ngày đường về đây cứu chữa, cứu mang. Việc này cũng là vì cách mạng cả thôi. Anh bộ đội bây giờ chưa biết đi đâu về đâu. Âu là ở đây với non ngàn, người Ca Tu rất mến khách. Ý anh bộ đội thế nào? Tôi cũng trịnh trọng nói to. Thưa đồng chí chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo xã, các anh chị em, nếu không có cha con bí thư, A Cày bí giúp, thì có lẽ tôi đã chết. Tôi đồng ý ở lại đây cùng đánh Mỹ với mọi người. Mọi người vỗ tay hoan hô. Bỗng Y Ca Rồng, tuổi ngoài 40, cán bộ văn hóa xã lên tiếng. Thưa các đồng chí lãnh đạo xã và bà con cô bác, việc này là nhiệm vụ của tôi. Chúng ta đã không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Anh bộ đội Thẩm với cô A Cày đã ưng nhau, gia đình cũng nhất trí và đồng ý. Vậy tôi thay mặt ban văn hóa xã làm lễ kết hôn cho anh chị tại đây. Chúc chú rể Thẩm và cô dâu A Cày hạnh phúc trăm năm. Tiếng vỗ tay lại vang lên đồm độp không ngớt. Đinh Phỉ đứng lên nói, vậy là đêm nay chúng ta có niềm vui nhân đôi, vừa liên hoan thắng trận, vừa chúc mừng hạnh phúc cho bí thư A Cày và anh Thẩm bộ đội. Tôi đề nghị vui liên hoan xong phải hết sức cảnh giác, gác sách cẩn thận, phòng quân Mỹ tập kích đám hỉ thành đám hiếu đó nghe. Một người tên Ikazong đứng lên nói, tôi làm công an xã, thay mặt ký giấy chứng nhận kết hôn cho anh Thẩm bộ đội và A Cày. Mời anh chị ký tên vào giấy kết hôn. Phi Lăng Ít, một người đàn ông cao tuổi nhất ở đây, tuổi trạc 50, đóng khố, cởi trần, trên đầu vẫn khăn dằn sọc tím, sọc xanh, chuyên làm anh nuôi cho đội du kích, bỏ súng AR-15 đeo trên người dựng ra gốc cây lên tiếng. Chiến tranh loạn lạc, chúng ta thiếu tinh thần vật chất, thiếu cả người. Song tổ chức chính quyền, gia đình đã nhất trí cho hai trẻ thành đôi. Tuy không rườm rà lắm, nhưng cũng phải có một chút thủ tục lễ nghi cho phải đạo. Không có bàn thờ, hương hoa lễ vật, chỉ có con người là chính. Lời hứa hẹn là niềm tin. Có đống lửa đây làm chứng cho thần rừng, thần núi, thần sông, ma xó, ma gà, cho tổ tiên. Chúng ta cứ làm lễ theo phong tục người phổ thông. Tôi và A Cày đứng trước đống lửa, Phi Lăng Ít hồ, nhất bái thiên địa, chúng tôi vái trời lạy đất, nhị bái cao đường, chúng tôi vái ông già bố vợ, phù thề rào bái, hai chúng tôi vái nhau. Rượu tà vạc rót ra hai bát, ông già Phi Lăng Ít đưa rượu và bảo chúng tôi quay mặt vào nhau, tay của hai người khoác chéo nhau. Tôi đưa bát rượu vào miệng A Cày, em đưa bát rượu vào miệng tôi cùng uống rào bùi. Đội du kích vỗ tay cổ vũ, động phòng thôi. Hai đôi nam nữ dẫn chúng tôi đến cửa hàng, đưa cho bó đuốc rồi đẩy chúng tôi vào hô to. Động phòng Huê Trúc, sinh năm con gái đẻ 7 con trai, bách niên dài lão. Xã đội trưởng Đinh Phỉ quyết định cho du kích đi tập kích quân Mỹ đợt 2 trong đêm. Anh nói, ta phải đánh bồi, làm cho quân Mỹ chưa kịp hoàn hồn và không kịp trở tay. Ăn không ngon, ngủ không yên, buộc chúng phải rút lui. 4 giờ 25 phút, rạng ngày 7 tháng 5 năm 1971, súng M-72 phát hỏa, các cỡ súng nổ rộ một hồi, A Cày vung dậy. Lại đánh nhau rồi anh ơi, anh có mệt nằm đây mà nghỉ, em về xem sao. Em về thì anh cùng về, mình là vợ chồng rồi, sao xa nhau được. Tôi xách súng chạy theo đến nhà, thấy còn mấy người quanh đống lửa, ông già bố vợ, ông già Phi Lăng Ít, chủ tịch A Toàng. A Toàng hỏi, tân hôn vui vẻ chứ A Cày? Dạ, chúng cháu cảm ơn các bác và các chú ạ. À. Nghe tiếng chân rậm dịch từ trong rừng đi ra, đội quân chiến thắng đã trở về. Thấy hai người khiêng một cáng, tưởng tử sĩ, A Cày ngần người ra. Đội trưởng du kích vui vẻ nói ngay, chiến lợi phẩm đó. Lúc hai bên bắn nhau, một con heo rừng chạy qua chiếc họng súng của xạ thủ súng máy Iran, bị chúng phát đạn chỗ hiểm. Con heo chết ngay tại chỗ. Anh em đem nó về đây thịt ăn vài bữa. Khi nào quân Mỹ rút hết mới đi. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1971, lúc 14 giờ, 4 chiếc trực thăng Mỹ đổ xuống bãi bằng bốc quân. Các cánh quân của địch ở suối đá và cao điểm 602 cũng được bốc đi. Chỉ còn trơ lại đất đỏ và dấu vết chiến tranh trên cái bãi quân địch đổ bộ. Núi rừng đã êm ả trở lại, suối đá lại reo, gió rừng lại hát. Đinh Phỉ phân công các tiểu đội đi thu hồi chiến lợi phẩm ở các bãi đổ bộ. Cơm chiều xong, đêm ấy xã đội họp rút kinh nghiệm bình bầu cá nhân xuất sắc
là A Cay lập công đầu. Sáng hôm sau, đội du kích ai về nhà ấy, đội quân đi hết, bom pháo cũng không còn, núi rừng vắng vẻ, buồn thiu. Ngày 8 tháng 5 năm 1971, tôi cùng ông già vợ chặt gỗ, chặt tre. A Cay đi cắt cỏ tranh để dựng lại cái lán. Thấm thoát đã gần 2 tháng, tình cảm chúng tôi đang nồng thì một hôm ông già bố vợ tôi đi rừng về nói. Bộ đội miền Bắc nhiều hung, đang giải quân ngủ ở ven rừng, bên suối nớ. Sáng hôm sau, ngày 13 tháng 6 năm 1971, tôi quyết định đi xem bộ đội ở đơn vị qua đây. Gặp mấy người tắm ở suối liền hỏi, các đồng chí ở đơn vị nào vào đây? Trung đoàn 38, mặt trận 4, khu 5, đi chiến dịch đường 9, Nam Lào, nay rút quân về. Tôi hỏi thăm đến đại đội 14, thì gặp được Hải, Định, Hóa. Chúng tôi ôm nhau, tay bắt mặt mừng, kể lại quá trình chiến đấu. Đại đội trưởng Mậu bảo tôi cùng đơn vị về luôn. Trở lại hang làm công tác dân vận với cha con ông già và A Cay cũng khó thật. Họ là ân nhân cứu sống tôi, lặng lặng bỏ đi chẳng đành lòng. Nhưng đã tìm được đơn vị rồi, làm sao tôi còn ở lại được nữa. Đêm ấy, tôi tâm sự chia tay với A Cay trong sụt sủi nước mắt. Bịn dịn nhớ thương, hẹn ngày thống nhất anh về. Núi rừng chờ, A Cay đợi. Ngày 16 tháng 6 năm 1971, sáng ăn uống xong rồi, tôi ôm ông già bố vợ động viên. Bà giữ gìn, chăm sóc A Cay giùm con. Tao biết rồi, nhiệm vụ đánh Mỹ, mi cứ đi. Thằng Mỹ cút thì về đây, chúng tao đợi. A Cay dẫn tôi đi đến bên suối, ngồi với nhau trong bụi cây rủ rỉ, nghẹn lời, hai người ôm nhau. Cuối cùng, một cái hôn tiễn người ra đi. Sang bờ tôi nhìn lại, A Cay đứng như trời trồng trên tảng đá. Đi hết cánh rừng già đến một con suối, tôi nghỉ cho đỡ mệt rồi tắm. Lúc này bỗng dưng đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Nghĩ đảng, tình dân cứu mang, cứu mạng bên nào nặng nhẹ. Tôi đeo ba lô cầm súng đến một chỗ cây cối tùm, mắc võng ngủ. Định ở đây chờ đơn vị đi hết, lại về với A Cay. Sau một ngày đêm đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định khoác ba lô trở về đơn vị. Đại đội trưởng Mậu trông thấy kêu lên. Ôi, Thậm về đấy hả? Trở lại trung đội nhé. Vâng, tôi lại về trung đội 2. Hóa bảo đi ăn cơm. Nhưng tôi buồn quá, ăn cũng chẳng ngon. Ngày 20 tháng 6 năm 1971, trung đoàn 38 đánh vào hai quận An Hòa, Đắc Dục, tiêu diệt hai tiểu đoàn bảo an, hai tiểu đoàn lính Cộng Hòa, một tiểu đoàn Châu Điên, một đại đội xe tăng, thu phá 8 khẩu pháo 105, giải phóng 13.000 dân. Chúng tôi được thông báo tình hình địch tại chiến trường khu 5 như sau. Tháng 6 năm 1971, ở chiến trường khu 5, quân Mỹ chỉ có sư đoàn bộ binh American số 23 và lữ đoàn B nhảy dù số 173, quân Chư Hầu Bắc Trung Hy, khoảng 2 sư đoàn và 1 lữ đoàn. Tất cả co về đóng quân ở Quảng Đà, Quảng Nam. 9 giờ sáng ngày 20 tháng 6 năm 1971, tôi về đến khu du kích. Mọi người cùng ra đón chào, nhìn tôi hồ hởi. Anh Hoàng kêu lên, nó kia rồi. Hình đi xay bột, tráng bánh, làm mì ăn liên hoan. 6 tầm, 5 thấm, hai lợi biết tin tôi trở về vội đến xem sao. Hai lợi nhìn thấy tôi thì đứng sững như trời trồng. Tôi cũng lặng người chẳng nói được gì. Rồi lợi nhào tới ôm lấy tôi. Tôi gỡ tay lợi ra bảo, các anh, các chị cười cho kìa. Lợi khóc, đấm tôi thùn thụp, ấm ức. Anh định đi tong luôn để em trông hoài vậy hử? Nhớ anh muốn chết đi được. Chuyện dài lắm, để thư thư sẽ nói. Chú Tôn bảo, thầm nó về là tốt rồi, khỏi lo. Tôi báo cáo lại trận Hòa Nha cho đến khi gặp trung đoàn đi chiến đấu về. Tôi theo đơn vị về tập kết ở quán canh. Đại đội trưởng Mậu bảo tôi trở lại đồng bằng. Trung đoàn đêm nay sẽ đánh An Hòa, Đức Dục. Nói xong mọi người ổ lên, thằng này phước lớn hung đó. Ăn tối xong, Lợi kéo tôi đến một cái hầm ngoài bờ tre. Trong hầm lát ván sạch sẽ, tôi ngả lưng dưới sạp vấn thuốc hút. Lợi ngả người vào tôi tâm sự những chuyện lâu ngày gặp lại. Liên lạc Hin về hậu cứ lấy đạn. Chúng tôi còn lại 3 người. 19 giờ ngày 23 tháng 6 năm 1971, mấy ông nông dân mang vũ khí, cõng đạn đến khu du kích. Sát đội giao nhiệm vụ cho các bộ phận chúng tôi đến bến sông thôn 10, xã Đại Cường.
vượt sông bằng hai chiếc thuyền qua cánh bãi trồng dưa hấu đến thôn Ba Hỏa Mỹ, phía đông nam núi Lở đặt xuống máy trên đường nhờ quốc lộ 14. 2 giờ đêm rạng ngày 24 tháng 6 năm 1971, du kích tiếp cận vào ấp, lệnh nổ súng, tôi bắn dọc đại lộ 14. Loa che lửa đầu nòng phát lửa sáng rực, anh Hoàng Sợ Lịch ở núi Lở phát hiện vào nhà dân vác ra cây liếp che phía sau. Tôi bắn hết một dây băng đạn 250 viên, anh Hoàn hô xung phong, du kích đồng hồ, cờ đỏ ám hiệu. Chúng tôi tháo súng tiến quân vào ấp, quân bảo an, dân vệ bỏ chạy. Chúng tôi vượt sang đầu bên kia, giá súng máy bắn quét xuống bãi ngô rồi lại quay súng bắn lên phía trên, bắn vào khu đồi cây lúp xúp để uy hiếp những tên lẩn trốn. Trong lúc ấy, du kích bắt được 12 tên bảo an dân vệ, có một mụ ác ôn, vợ tên ấp trưởng, tuổi khoảng 29-30, có nhan sắc, trình độ năng lực hơn người. Du kích đưa dân ra, dự xử tử mụ ác ôn. Lý do bởi năm 1967, Việt Cộng treo cờ giải phóng trên cây xoài. Chồng mụ cử mấy thanh niên leo lên giật. Không ai dám động đến lá cờ sợ Việt Cộng trả thù. Tên ấp trưởng chửi thề, đủ má, sợ chi Việt Cộng. Hãy coi đây, rồi leo lên kéo lá cờ. Một quả lựu đạn buộc đầu dây tụt chốt rơi xuống. Một tiếng ầm, ấp trưởng từ trên cao trùng chuối, chết tại trận. Từ đó mụ hắn tức tưởi, điên khùng trả thù chồng, gây nhiều tội ác. Mụ đem mìn đi gài ở những đoạn đường mà quân ta thường qua, chỉ điểm cho Mỹ ngụy bắt 13 người đi kháng chiến, rồi tự tay mụ buộc bao tải vận 9 người xuống suối Sơn Gò. Tội ác đó hôm nay phải đền tội. Chú Tôn đọc bản án tử hình, hay du kích đưa mụ đến đầu gành bãi ngô, 9 thương và 3 răng vổ xả súng bắn. Lúc ấy các nhà trong phố đã tắt đèn, chúng tôi vào một cửa hàng bán tạp hóa. Mấy cha con ông già run như cầy sấy. Một chị con gái mạnh bạo hơn nói chuyện với anh Hoàn. Các anh là cộng sản Bắc Việt vô. Hoàn nói, chúng tôi là quân giải phóng, vào đây đánh Mỹ diệt ngụy giải phóng miền Nam. Chị làm nghề gì? Em dạy học. Chồng và cha em làm gì? Em chưa chồng, bà má vô Sài Gòn ở. Chị nghĩ gì về cách mạng và quân giải phóng chúng tôi? Em không hiểu chi hết ạ. Chỉ nghe tụi ngụy nói, cộng sản ở rừng, ăn lá cây, ăn thịt sống, phóng uế phân xanh lẻ, có đuôi mọc sáu đít như đuôi khỉ. Bảy người bấu cảnh đu đủ không gãy, cộng sản không có tình cảm, không biết yêu, không lấy vợ, cộng sản giết người ác hung đó. Anh Hoàn hỏi, bây giờ chị thấy chúng tôi thế nào? Cô gái nhìn sang tôi và mọi người, những chiến binh Bắc Việt nai nịt gọn gàng, quân phục mũ tai bèo. Súng tiểu liên AK trông hiên ngang và dũng mãnh, người nào cũng đẹp trai, răng trắng, môi đỏ, da hấp trứng gà bóc. Cô gái cảm thấy hết sợ nói, nghe giọng miền Bắc em thấy tình cảm nhẹ cả người, không như đàn ông, con trai miền Trung, đèn đúa, quân ngụy thì rủ cha, đủ má, cục cằn cứng nhắc, em ước gì mà được thương anh giải phóng. Hai lợi từ ngoài đi vào hỏi, các anh đã có gì chưa? Anh Hoan bảo, dân ở đây sợ địch không dám bán hàng cho cách mạng. Hai Lợi nói, sợ chi, mấy anh từ Bắc vô đây đánh Mỹ, các người tiêu chi mấy thứ mà không bán cho cách mạng. Hai Lợi xông vào nhà bê ra nào đường, dầu ăn, mì chính, thuốc dê bảo chúng tôi đóng gùi. Anh Hoan trả tiền, người con gái không nhận mà nói, ủng hộ cách mạng thôi. Tôi ra đường quốc lộ 14, thấy du kích súng vào một đống dưa hấu đã bổ sẵn. Sáu tần kêu tôi lại ăn. Sau đó chín thương cùng mấy người nữa đưa vợ con về vùng giải phóng. Chúng tôi sang sông lúc 3 giờ sáng rạng ngày 24 tháng 6 năm 1971. 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7 năm 1971, anh Hoành đang dán trà rắn hổ mang thì một chiếc máy bay bà giả trinh sát vòng đi vòng lại, rồi từ bên sông lao vùn vút, bắn một quả đạn khói xuống làng Phú Mỹ, chỉ điểm cho các trận địa pháo địch bắn đến. Từ đầu làng đến cuối làng, đạn nổ, khói lửa mù mịt, máy bay phản lực đến đánh bom, trực thăng bắn phá. 16 chiếc trực thăng vận tải hai trong chóng kiểu sâu đo CH-47 chia làm 4 tốp đổ quân cùng một lúc. Bên kia sông 4 chiếc chở tiểu đoàn bộ đổ xuống đường 14. 4 chiếc theo đường 14 từ Đà Nẵng bay lên, qua sông đổ xuống bãi dâu bên bờ nam sông Vu Gia. Súng địch nổ rộ, cối cá nhân, đạn M-79,
M-72, trung liên 30 Mỹ, hai khẩu đặt ở đầu làng bắn vào đầu làng phía Bắc. Một đại đội Mỹ tiến vào trạm tiểu đội du kích của chú Tôn có 5 thắm, 2 lợi, 4 xị, 9 thương, 3 giang vổ. Sẵn có hầm hào chiến đấu, cơ động dễ dàng, 3 giang vổ bắn quả đạn B-41. Các cỡ súng của du kích M-79, M-72, trung liên 30 Mỹ, AK bắn quân Mỹ chết vạt chết bờ tre. Quân Mỹ mất 1/3 quân số, bỏ chạy. Phía tây làng Phú Mỹ trên cánh đồng Lộc Tân, 4 chiếc CH-46 từ Ái Nghĩa bay qua sông Thu Bồn lên tận Gò Dài rồi vòng lại đổ xuống bãi mía trước làng, cách Phú Mỹ 300 mét. Anh Hoành phân công tôi với anh Hoàn ở trận địa Đại Liên. Còn Hin, anh Hoành với 3 du kích đem súng trung liên RPD, súng M-79, M-72, AK ra đầu làng chặn đánh địch. Ở đây đã có hầm hào, công sự chiến đấu làm từ trước. Quân Mỹ đặt hỏa lực bắn vào rìa làng, đất đá, cây cối tung bật lên bằng hết. Đạn cay, đạn khói mù mịt làm hắt hơi chảy nước mắt. Bộ binh Mỹ đeo mặt nạ cầm vũ khí tiến lên gần áp chân che làng. Lựu đạn ném ra cấp tập. Khẩu súng máy của Hin phát huy hỏa lực, đạn M-79, M-72, súng AK, AR-15 bắn quân Mỹ chết như ngả dạ. Bị chết nhiều, những tên Mỹ sống sót chạy ra ngoài kêu pháo bắn rồi lại tấn công. Một quả đạn M-79 của Mỹ bắn chết một du kích, còn 4 người chiến đấu quyết liệt. Quân Mỹ chết 2/3 đại đội, chúng chạy thục mạng ra ngoài cánh đồng. Cùng lúc hai mũi bắn nhau, tại phía đông làng Phú Mỹ, cánh đồng thôn 8. Từ Đà Nẵng bay lên 4 chiếc trực thăng tàu bè CH-54 vượt qua làng Oralam đổ xuống một đại đội quân Mỹ. Chiếc đi đầu gần trạm đất, cách trận địa Đại Liên 100 mét, tôi bắn thẳng vào máy bay. Chiếc máy bay bốc lên bay được một đoạn rơi đánh ầm, khói lửa bùng lên, quân lính chết sạch. Tôi bắn liên tiếp vào chiếc thứ hai làm gãy cột trong chóng. Từ trên cao vài chục mét, quân Mỹ nhảy ảo xuống. Thằng gãy chân, gãy tay, đứa chết kêu khóc rung trời. Máy bay rơi tại chỗ, hai chiếc còn lại vòng ra xa bay mất hút. Mấy tên bị thương bỏ cụm một chỗ, anh Hoàn bắn quả đạn M-72 tiêu diệt hết. 14 giờ chiều ngày 1 tháng 7 năm 1971, chiếc tàu gáo O.6 bay về phía khu du kích. Thấy một cái trại nhỏ liền ngoắc đuôi vào kéo cho đủ. Trong lán có chú Tôn náu ở đó, bắn một loạt đạn AK. Chiếc cán gáo trúng nhiều phát đạn không bay nổi, lao sang chiếc hầm bên cạnh cách đấy 30 mét, đè sập lán. Nào hay ở đó có 2 lợi, 4 xị, 5 thắm, vậy là cả 3 cô gái cùng hy sinh. Trận chiến kết thúc lúc 15 giờ chiều ngày 1 tháng 7 năm 1971. 14 giờ chiều ngày 2 tháng 7 năm 1971, quân Mỹ rút hết. Tôi lên đổ lấy 3 bó hoa, đặt lên mộ cho 3 cô gái, nước mắt đã cạn rồi. Ngày 5 tháng 7 năm 1971, anh Dần từ đại đội đến khu chiến đưa lệnh, khẩu đội Đại Liên của C-14 và khẩu đội cối 82 của C-4, K-7 rút về đội hình trung đoàn. Huyện Đại Lộc gửi công văn xin trung đoàn 38 để hai khẩu đội hỏa lực cả người và vũ khí ở lại với Quảng Đà. Anh Dần về báo cáo với đại đội, song không được trung đoàn chuẩn y. Ngày 12 tháng 7 năm 1971, anh Dần lại xuống đưa lệnh rút quân. Chú Tôn, anh Dần tập trung du kích toàn xã được 17 người và mời chúng tôi cùng đến khu nhà du kích ở. Tại đây xã đội tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm và cử người đi tát cá, tráng mỉ liên hoan. Chú Tôn, bí thư chi bộ xã chủ trì cuộc họp lên tiếng. Các đồng chí thân mến, từ đầu tháng riêng đến giờ, xã ta được trung đoàn 38 quan tâm đến tình hình hữu nghị với địa phương và quân đội đã cử bộ đội đến đây chia lửa với chúng ta. Tuy số lượng ít ỏi, nhưng các đồng chí bộ đội đây cũng vì nhiệm vụ chung, không sợ hy sinh gian khổ, đến với chúng ta chung tay diệt Mỹ, chiến đấu hơn 10 trận, diệt hơn 100 tên địch, bắn rơi 5 máy bay. Song chúng ta cũng có tổn thất người và của. Nỗi đau này, chúng ta nhớ lấy quyết tâm chiến đấu để trả thù cho đồng chí của chúng ta. Hôm nay tôi thay mặt cho nhân dân xã Đại Minh, anh em cán bộ, dân quân, du kích, chúc các đồng chí bộ đội về đơn vị có sức khỏe, tiếp tục chiến đấu và luôn nhớ về Đại Minh. Trung đội phó Hoàn nói, bộ đội chúng tôi được Đảng và nhân dân giao phó nhiệm vụ vào Nam đánh Mỹ, giải phóng quê hương, xóa bỏ ngụy quyền,
thống nhất đất nước. Đã là bộ đội Cụ Hồ thì ở đâu Tổ quốc cần là chúng tôi có mặt. Nơi nào ác liệt khó khăn, chúng tôi đến. Dù hy sinh gian khổ cũng chẳng tử nan. Lần này về đây với bà con, cô bác kề vai sát cánh với các đồng chí quân sự địa phương cùng nhau đánh giặc, cũng góp một phần nhỏ bé với bà con địa phương mình. Tình cảm của bà con và giúp đỡ chúng tôi cái ăn, cái ở cũng là hậu hĩnh lắm rồi. Hôm nay chia tay bà con và các đồng chí địa phương rất là quyến luyến, không muốn rời xa. Thay mặt anh em, tôi xin có lời cảm ơn và hẹn ngày trở lại. Chú Tôn bật khóc hù hù, tiếc thay mấy đứa trẻ, khổ thay mấy đứa trẻ, oan uổng cho tụi bay quá. Giá lúc ấy ta không bắn máy bay thì đâu đến nỗi này. Con Sĩ, con Hai, con Năm hãy về đây chia tay với đồng đội, với người thương. Bay bản, Hải Du Kích đem hai chiếc thùng phi kê sát nhau, múc mì chan riêu bày, la liệt trên mặt thùng. Chú Tôn đốt hương, rót nước miệng lầm rầm khấn vái. Hôm nay đông đủ mọi người, một lễ chân thành kính viếng. Chúng tôi ăn mì rồi giải tán. Ngày 13 tháng 7 năm 1971, chiều tối chúng tôi rút quân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập 11 Nhật ký lính chiến của tác giả Phạm Hữu Thẩm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.